Và nếu như chúng ta lại cứ uống thuốc tái đi tái lại thì cái hiện tượng cứ càng uống càng cắt cái phần ngoại viêm nét dạ dày thì chức năng gan lại càng suy giảm hơn và chức năng thận càng suy giảm hơn. Và khi chức năng gan và thận mà càng suy giảm thì có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ chữa phần ngọn thôi nhưng chúng ta lại hại phần gốc. Tại sao bệnh đau dạ dày chữa mãi lại không khỏi, bệnh càng ngày càng nặng hơn và thậm chí còn sinh ra các bệnh khác? Thông thường khi chúng ta bị bệnh đau dạ dày, chúng ta lên bệnh viện và chúng ta được cho uống là thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một con dao hai lưỡi, một mặt cắt cái triệu chứng đau dạ dày viêm loét thì rất là nhanh, nhưng mặt khác nó làm suy giảm chức năng của thận, suy giảm chức năng của gan. Cho dù là thuốc tây có tốt đến mấy của quốc gia Anh, Pháp hay Mỹ thì đều là 100% khi dùng vào đều làm suy giảm chức năng của thận và gan. Chúng ta biết rằng thận là mẹ của cơ thể. Thận sinh tinh, sinh khí, sinh thần, sinh tủy, sinh xương, thận chủ về huyết. Khi chức năng thận bị suy giảm, nó dẫn tới máu bị bẩn, dẫn tới tim bị yếu và dẫn tới thần kinh bị kém. Thần kinh kém sẽ gây ra hiện tượng khó ngủ, đau đầu. Và khi mà khó ngủ sẽ làm chức năng gan bị suy giảm. Bởi vì sau 23 giờ nếu như chúng ta không ngủ thì chức năng gan nó không hoạt động, cho nên nó sẽ không đào thải được độc tố ra ngoài, dẫn tới hiện tượng là gan bị nhiễm độc ngược trở lại. Và khi chức năng gan bị suy giảm, nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta. Bởi vì gan chính là mẹ của dạ dày, cho nên là gan nó chủ về hệ tiêu hóa. Và khi chức năng gan bị suy giảm, nó sẽ không tiết được các cái men tiêu hóa giúp cho dạ dày tiêu hóa thức ăn kịp thời, dẫn tới hiện tượng thức ăn bị lên men, gây ra dư thừa axit. Và chính cái axit đấy nó lại gây hại cho dạ dày của chúng ta. Và nếu như chúng ta lại cứ uống thuốc tái đi tái lại thì cái hiện tượng cứ càng uống càng cắt cái phần ngoại viêm nét dạ dày thì chức năng gan lại càng suy giảm hơn và chức năng thận càng suy giảm hơn. Và khi chức năng gan và thận mà càng suy giảm thì có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ chữa phần ngọn thôi nhưng chúng ta lại hại phần gốc. Chính vì thế mà nó kéo dài như vậy và cứ tái đi tái lại như vậy thì một ngày nào đó bệnh ung thư dạ dày xuất hiện là điều sớm hay muộn mà thôi, bởi vì đó là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh nó mang lại.